17 tháng 5, tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024. Thăm chúc mừng các vị chức sắc nhân đại lễ Phật Đảng Phật Lịch 2568. Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc khảo sát khu công nghiệp Nam Pleiku. Thành ủy Pleiku tăng cường công tác quản lý đảng viên khởi công xây dựng ngôi nhà tình bạn cho thiếu nhi ở xã Cờ Tang. <laughs> Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử, được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2024 sẽ có những nội dung chi tiết sau. quý vị, tối ngày 17 tháng 5 tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2024. Chương trình do tập thể diễn viên nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên sóng, đài phát thanh và truyền hình Gia Lai. Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần nội dung, ca ngợi, hồ chủ tịch, Bắc Hồ sống mãi với Tây Nguyên và tuổi trẻ thanh niên thế hệ Bắc Hồ. Theo đó, khán giả sẽ được thưởng thức 14 tiết mục hát múa đặc sắc, ca ngợi vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc như Từ làng sen, chào mừng đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Hồ Chủ tịch, đôi dép Bắc Hồ, lời ca dân bác, Bắc Hồ sống mãi với Tây Nguyên, giờ là theo đảng, Bắc Hồ, ơn Bắc Hồ với người Tây Nguyên. Cùng với đó là những ca khúc khẳng định tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Ngọn lửa trái tim, Việt Nam trong tôi là, Một vần Việt Nam, Non sông, Ngàn năm, Gấm vóc. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện và kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ngay trong ngày, đoàn đã giám sát trực tiếp về quy trình đề xuất ban hành nghị quyết, cũng như việc triển khai thực hiện hai dự án là trụ sở làm việc công an xã Cựu An và trường trung học cơ sở Đề Thám, phường Tây Sơn, Kết luận tại buổi làm việc, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Phương đánh giá khá tốt kết quả thực hiện trên địa bàn thị xã An Khê. Tuy nhiên, vẫn có một số sai sót nhỏ cần khắc phục như báo cáo thẩm tra, còn có căn cứ pháp lý, căn cứ chính trị, nghị quyết, kết luận của đảng bộ thị xã, chủ trương đầu tư đã ban hành giai đoạn qua còn thiếu nội dung cơ quan quản lý dự án. Thị xã cũng nên chuẩn bị các nội dung cần thiết cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 2030. Thưa quý vị, tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Gia Lai, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024. Các ông Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân, tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tại buổi tiếp xúc, các công dân lần lượt trình bày ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như đề nghị được nhận tiền trợ cấp tăng tật và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh cho người già yếu tăng tật. Việc giải quyết thi hành án đã gần 18 năm qua vẫn chưa nhận được tiền. Công dân đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đại diện các ngành đơn vị liên quan đã trả lời giải đáp kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Về việc khiếu nại của ông Đàm Văn Hiếu, xã Gia Minh Lá, huyện Cờ Rông Ba, liên quan đến việc giải quyết thi hành án đã gần 18 năm qua nhưng ông vẫn chưa nhận được tiền. Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Rông Ba có văn bản trả lời cho công dân hiểu rõ vấn đề. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn đến thăm, tổ chức giáo hội và các vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo cùng một số chùa và tỉnh xá trên địa bàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Tại các nơi đến thăm, trưởng ban tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tân đã chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, Phật giáo nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Đồng thời động viên các vị chức sắc và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương trong tỉnh hướng dẫn các chùa và tỉnh xá trên địa bàn bà con Phật tử tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 theo tinh thần các hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và quy định pháp luật. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 tại một số địa phương trong tỉnh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã chúc mừng toàn thể chức sắc, tăng ni và Phật tử tại địa phương nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch, 2024, đồng thời biểu dương các chùa, tăng ni và bà con Phật tử thời gian qua tích cực trong hoạt động từ thiện, thiết thực góp phần giảm nghèo và an sinh xã hội. Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình tư vấn xúc tiến đầu tư thực tế tại Gia Lai do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc KOTRA Hà Nội tổ chức Ngày 15 tháng 5, đoàn công tác đã đến khảo sát tại khu công nghiệp Nam Lê Đến khảo sát trực tiếp tại khu công nghiệp Nam Lê đoàn công tác đánh giá cao những điều kiện và tiềm năng phát triển của khu công nghiệp có quy mô lớn nhất của Gia Lai. Đồng thời, đoàn công tác rất mong được địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư FDI, trong đó tập trung vào các dự án dựa trên tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là ngành sản xuất chế biến dược liệu mà Hàn Quốc đang quan tâm bên cạnh đó đoàn cũng mong muốn khu công nghiệp nam Lê Cô sớm hoàn thiện hạ tầng để cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư hàn quốc cura hà nội có thể giới thiệu quảng bá kết nối với các nhà đầu tư hàn quốc ngoài ra đoàn cũng đề xuất với chủ trương đầu tư khu công nghiệp một số vấn đề như việc cần thiết biên soạn thông tin giới thiệu thêm tiếng anh và tiếng hàn quốc trong các tài liệu giới thiệu quảng bá để các nhà đầu tư thuận tiện trong vấn đề tìm hiểu cơ hội thu hút đầu tư Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tổ chức hội nghị chuyên đề công tác quản lý đảng viên. Trong những năm qua, công tác quản lý đảng viên luôn được đảng bộ thành phố quan tâm triển khai thực hiện. Trước hết ở các đảng bộ chi bộ cơ sở, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên được thực hiện theo hướng ngày càng cụ thể, xác thực hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quan tâm triển khai qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm ở một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Việc đánh giá chất lượng xếp loại cán bộ, lãnh đạo quản lý tổ chức đảng đảng viên khen thưởng kỷ luật đảng viên, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp. Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, cơ bản đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Huyền đoàn Đắc Đoa tỉnh Gia Lai phối hợp với trường Trung học phổ thông Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh khởi công xây dựng ngôi nhà tiềm bàn cho em Nguyên lớp 7C trường Trung học cơ sở Trần Phú xã huyện Đắc Đoa gia đình em Nguyên thuộc diện hộ nghèo ở làng Hồ Náp, xã Cơ Tang. Sau khi khảo sát, huyện đoàn Đắc Đoa đã kết nối với trường trung học phổ thông Phú Nhuận để xây dựng ngôi nhà tình bạn cho em Nguyên. Ngôi nhà được khởi công có diện tích 70m2 gồm một phòng khách, hai phòng ngủ với kinh phí 100 triệu đồng, trong đó trường trung học phổ thông Phú Nhuận hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đối ứng. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2024. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.